Xin giới thiệu với ông bạn, đây là không khí đêm Noel tại nhà thờ lớn Hà Nội. Trong không khí rất là trân trọng và niềm vui này thì rất nhiều bà con nhân dân trong cả nước hội tụ tại nhà thờ lớn để dự đêm Noel tại đây. Lời kêu gọi này của Đức Tổng Giám mục Phúc Xe trong thư chung Giáng sinh năm nay sẽ được thực hiện khi mà tôi cũng như là chúng bà và chị em, tất cả quý khách đang hiện diện nơi đây, chúng ta trở nên dấu chỉ để mọi người thấy Chúa đã đến và Chúa đã đến. Đó là cái dấu chỉ của những người xe để nhiệt tình tiếp đón trong cái sự quảng đại, để những người mà chúng ta gặp gỡ cảm nếm được cái niềm vui và bình an tinh thần của Thiên Chúa. Kính thưa quý bà và chị em, lễ Giáng sinh cũng là ngày lễ tặng quà vì chính Giêsu ngôi lời nhập thể đã tặng ban cho nhân loại. Những cái món quà sẽ chẳng có ý nghĩa nếu nó không mang dấu chỉ của hòa bình và hiệp thông minh thể. Một món quà chỉ có ý nghĩa khi nó được sự trở tình yêu. Vậy mừng lễ Giáng sinh hôm nay đặt thêm để mỗi chúng ta hứa sẽ cố gắng yêu thương mỗi ngày hơn người xung quanh lại nơi nào. Từ nhà thờ lớn thì chúng ta có thể đi bộ ra ngay Hồ Hoàn Kiếm, một trong những nơi đông đúc bà con nhân dân đến chơi đêm cuối tuần tại thủ đô Hà Nội.
dân đang đổ xô rất nhiều về khu nhà thờ lớn để dự lễ Giáng sinh tại nhà thờ lớn. Ngoài ra thì tại khu bờ hồ Hoàn Kiếm thì cũng đông đúc chị em, anh chị em và các bạn vui chơi ở tại đây, vui chơi ca hát.